Mai nghĩ đó là cách suy nghĩ và nhận thức của giới trẻ hiện nay. Thì thường thì ai trong cuộc sống cũng gặp khó khăn, và các bạn khi mà gặp khó khăn thì các bạn thường tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn là tích cực, và sợ hãi và không tự tin giải quyết vấn đề. Thì mình nghĩ là các bạn hãy lạc quan lên, hãy nhìn cuộc sống một cách đơn giản đi. Hãy dùng những kiến thức và hiểu biết của mình đã được trang bị ở trường lớp để mà giải quyết những vấn đề và khó khăn đó. Mai muốn lên cung trăng vì từ nhỏ Mai ước mơ được gặp chị Hằng để mà được chị giúp đỡ và ban ước mơ cho tất cả các bạn khác. Mai nghĩ mình giống con chó sói vì khi mà con người á, mà dễ thương với con chó sói thì nó sẽ là con cún. Nhưng khi họ giận dữ hoặc là muốn chơi xấu hoặc muốn làm gì xấu làm cho con chó sói sợ hãi thì nó sẽ quay lại nó ăn thịt.